Trước hết thì mình cảm ơn Diviner là nhờ có Diviner thì mình có cái cơ hội là cuối cùng thì mình cũng đã đến được dãy núi Himalaya với những cái trải nghiệm là vô cùng là đáng nhớ. Còn cái con đường mình đi thì mình dò dẫm rất là nhiều, thì thông qua một cái quyển sách, trong cái quá trình mình đi thì có một cái quyển sách thì mình biết đến cái dãy núi Himalaya về cái quyển sách là Hành Trình Về Phương Đông. Trong cái chuyến đi này thì mình nhận được rất là nhiều sự bất ngờ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Làm sao để mở rộng tình yêu thương của mình với muôn loài, với mọi sinh linh trên trái đất này. Giống như khi mình đến đất nước Ấn Độ, mình được nghe rất là nhiều câu chuyện rằng là nhìn làm sao để thấy được linh hồn của tất cả mọi cái vật xung quanh mình. Thì khi mình đi đến đây, thực sự điều đó nó đã thức tỉnh mình. Từ những hành động của thầy, từ những việc mình đã trải qua, thì cái điều mà đáng nhớ nhất đó là mình thức tỉnh được, tức là cái tình yêu thương ở trong mình tự động nó mở ra. Mình thấy rằng là các bạn ở trong Diviner, cái sự thích nghi và linh hoạt nó giúp cho mình học những cái tính đó. Và từng cái chi tiết rất là nhỏ, các bạn quan tâm đến từng người. Đó là những cái thức tỉnh sâu sắc mà mình muốn chia sẻ. Mình thấy nó trên cả tuyệt vời.